Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì trên phạm vi cả nước đã có 4,6 triệu hectare các giống lúa do Việt Nam chọn tạo. Theo đó thì chiếm gần 60% diện tích lúa của cả nước. Riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long, các giống lúa do các nhà khoa học Việt Nam chọn tạo chiếm 77% diện tích cả vùng. Trong đó, giống lúa chất lượng cao OM5451 đã được gieo trồng trên diện tích gần 1 triệu hectare. Qua theo dõi, các giống lúa này cho năng suất trung bình tăng 10% so với giống lúa cũ, kéo theo sản lượng thóc tăng thêm 1,65 triệu tấn, làm lợi cho sản xuất lúa trên 8.000 tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, nhiều quy trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật mới được áp dụng đã giảm chi phí đầu tư, góp phần tăng lợi nhuận và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, nhiều kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ về giống, vật nuôi, chế phẩm sinh học, quy trình công nghệ mới của các viện, trường đã được chuyển giao, áp dụng vào sản xuất nông nghiệp Việt Nam.